Hàng loạt khoản tiền của người lao động tăng mạnh khi lương tối thiểu vùng tăng từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Vậy đó gồm những khoản tiền nào? Hãy cùng theo dõi chi tiết tại video dưới đây. 1. Tăng mức tiền lương theo tháng, theo giờ. Theo quy định tại Điều 90 Bộ Luật Lao động năm 2019, tiền lương được trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Trong đó, mức lương theo công việc, chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Chính vì vậy, mức lương thấp nhất trả cho người lao động phải bằng lương tối thiểu vùng theo Nghị định 77 năm 2024 như sau. 2. Tăng tiền lương ngừng việc. Liên quan đến tiền lương ngừng việc, Điều 99 Bộ Luật Lao động năm 2019 có quy định, nếu phải ngừng việc do lỗi của người lao động khác hoặc vì sự cố điện nước, do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, thì người lao động sẽ được trả lương trong thời gian ngừng việc. Ngừng việc do lỗi của người lao động khác, nhận lương ít nhất bằng lương tối thiểu vùng. Ngừng việc do sự cố điện nước, thiên tai, trong 14 ngày đầu được nhận tiền lương ít nhất bằng lương tối thiểu vùng. Như vậy, khi lương tối thiểu vùng tăng, mức lương ngừng việc tối thiểu trả cho người lao động cũng tăng theo. 3. Tăng tiền lương tối thiểu khi điều chuyển công việc. Khoản 3 Điều 29 Bộ Luật Lao động ghi nhận, khi người lao động được chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì sẽ được trả theo lương mới. Tiền lương theo công việc mới không thấp hơn mức lương tối thiểu. Và khi lương tối thiểu vùng tăng, tiền lương tối thiểu trả cho người lao động bị điều chuyển công việc cũng phải điều chỉnh tăng thêm. 4. Giá trị thiệt hại lớn hơn mới phải bồi thường. Theo khoản 1 Điều 129 Bộ Luật Lao động quy định, trường hợp người lao động gây thiệt hại giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng, áp dụng tại nơi người lao động làm việc không nghiêm trọng do sơ suất, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 3 tháng tiền lương. Điều này đồng nghĩa với việc khi lương tối thiểu vùng tăng, giá trị tài sản thiệt hại phải lớn hơn, thì người lao động mới phải bồi thường. 5. Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội. Theo Điều 5 Quyết định 595, mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng sẽ được căn cứ vào mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng khi làm việc ở điều kiện lao động bình thường. Do đó, lương tối thiểu vùng tăng sẽ là cơ sở buộc các doanh nghiệp đang đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động dưới mức lương tối thiểu vùng phải tăng mức đóng ít nhất bằng mức lương tối thiểu vùng. Nhờ việc tăng mức đóng bảo hiểm xã hội mà mức hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội cũng sẽ tăng theo. 6. Tăng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp. Tương tự như việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng phụ thuộc vào tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Khi lương tối thiểu vùng tăng, mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu sẽ tăng. Kéo theo đó là mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối thiểu cũng tăng. 7. Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa. Về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, Điều 50 Luật Việc Làm năm 2013 đã nêu rõ, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở nếu thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng nếu thực hiện chế độ tiền lương theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Theo quy định này, thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa mà người lao động nhận được hàng tháng sẽ không vượt quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng. Như vậy, khi lương tối thiểu vùng tăng thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động cũng được điều chỉnh tăng. Trên đây là những lợi ích khi lương tối thiểu vùng tăng mà người lao động được hưởng.